Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi theo dõi video nhớ bấm vô đăng ký kênh nha mọi người. Bấm vô nút cái chuông nữa để được thông báo mấy cái video mới. Rồi hôm nay là video 135 nha mọi người, mã là 135. À, hôm nay em về cái máy này là máy cắt ton của Mỹ mọi người, lại một cái đục mỹ nghệ ha, cái đục mỹ nghệ mà hân nhôm. Hàng này nó không có đục ha, không có mũi ha, máy thôi, rất là ít gặp mấy dòng đục mỹ nghệ, đục tượng gỗ nữa, chạy điện. Rồi số 1 ha, một là cái tua vít và seal. Đây, tua vít gốc mọi người. Đây, đảo chiều được ha. Nè, đảo chiều nè, tự động đảo chiều. Kèm theo cái bộ vít như vậy nha, bộ vít nè, còn như đây. Bộ vít là nó về được như đây. Đó, mọi người nhìn kỹ giùm ha, nó thiếu một vài đầu, tính ra thiếu 1 2 3 4 5 6 6 đầu ha. Cái vị vít rất là ngon, đầy đủ, chung nó đa năng, và vít dẹt nè, vít ba ke nè, bông lục giác, bông lục giác đó, mũi còn nguyên hết rồi. Rồi đầu vuông cũng có nè, đầu vuông nhỏ xíu. Đây, ví dụ cái mình xài mình gắn như vậy ha. Này nó chuyên mở cái mấy cái góc hẹp á, nơi mà cái tua vít dài nó không vô được á, là mở mở bằng cái này ha, của Vercel Japan. Rồi, cái bộ tua vít này có mã là 135.1 nha, giá 300. Đây là kích thước của cái cần tự động 13 cm nha. Độ dày của nó 3 phần. Ở đây nó còn, em quên giới thiệu là nó còn cái đầu 1/4 nha mọi người. Đầu để gắn tẩu 1/4 nè, chuyên dụng. Có bi luôn. Đó. Rồi, bộ về là 300.000, mã là 135.1 nha. Số 2 là cái cần đa năng. Đa năng của Sankey 150 mm. Cần này mini nha mọi người, siêu nhỏ. Nè, dài 150 nè, mili nè. Này nó mở được. Nhỏ nhất là cỡ 6 ly ha. Rồi, nó kẹp lên to đến 15 mm. 6 đến 15 mm. Rồi, cần đa năng này có mã là 135.2 ha, giá 200.000. Rồi, tiếp theo một cái máy mài dao. Đây, máy mài dao chạy pin nha mọi người. Đây là công tắc nè, của Nhật. Đây, Nhật sản xuất luôn. Đây, mở ra bỏ pin nha. Đây, cục đá mài nè. Không đã mài, đưa kẹp dao vô đây, mình sẽ thấy cái lưỡi dao luôn, để là nó tự động mài. Giờ em lấy pin thử nha. Máy thì đây bán, thì bán cái máy không, nhưng lấy một pin thử cho mọi người. Đây, mở ra ha, nó chạy, nó xài là 3 cục pin chung nha mọi người. Đây, xin lỗi, là 4 cục pin chung. Nè, cục đá mài nè, còn láng ha, láng nguyên mặt bẩn đây, 3 cục pin chung, 4 cục
Ngon, quên rồi. Đây mọi người nhìn, nó sẽ để ký hiệu ha. Đó có dấu cộng, dấu trừ dưới đây này nè. Chú ý để cho đúng. Đó cộng trừ đó. À, cộng trừ nè, bỏ xuống. Cộng nè. Cộng. Trừ. Trừ. Rồi, ráp nó lại. Đó, nó chạy như vậy nha. Cục đá mài mọi người, đó, cục đá mài. Mình đút con dao vô, nó tự nó liếc. Đây, ví dụ cái miếng này là con dao ha. Rồi không có con dao đây. Rồi. Miếng ton nè. Đó, mọi người sẽ kéo nó như vậy. Nó thiết kế là một góc nghiêng chính xác cho con dao mình luôn. Đó, liếc từ từ, rất là ăn rất là nhẹ. Tại vì cục đá mài nó có lò xo, nó nhúng lên nhúng xuống nữa. Nó không có cho phạm con dao mình hư dao. Rồi. Đây kích thước nó nè. Độ dày để dao vô nè. Rất là dày luôn, dao dày vô cũng được luôn. Cỡ 6 ly vô được nha mọi người. Rồi, cái mài dao này nhỏ gọn luôn. Có 14 cm à, của National luôn. National. À không có pin nha mọi người, em lấy pin ra để em thử cái khác. Mọi người về mua 40 pin cho bỏ vô nha. Pin ngoài bán rất nhiều. Rồi. Mã là 135.3 ha, giá 350.000. Tiếp thêm về hai cái bộ đây. Hai bộ tua vít hư điện. Đây hai bộ như nhau mọi người. Cũng nó cũng đẹp khá như nhau. Bán bằng giá nha mọi người, 300.000 bộ. Đây là loại hư điện ha. Nó có đèn thử điện. Đây để câu dây cái câu cái dây điện ra. Thử cho mọi người ha. Đây. Nó thử được điện không dụng mình nha mọi người. 220, 210 vẫn được nè. Đây sáng đèn á. Đây mình gài mũi vít vô thì mình gài dây. Đây nới cái này ra nó có cái khớp nè, bỏ vô rồi xíu lại nè là nó sẽ rất là cứng, xài như tua vít bình thường. Nó gồm có hai mũi ba ke nè, mũi ba ke 2 với 1 ly, mũi ba ke BH1, BH2 không dụng luôn, cái đầu soi nhọn với lại cái đầu tẩu 5.5 mm, rồi hai cái đầu vít dẹt nữa, một đầu lớn đầu nhỏ luôn, rất là tiện dụng làm đồ điện nha mọi người. Cái này là chuyên mở mấy con ốc trong cái CB điện đồ luôn nè. Nó dùng cái này nè. Là tại vì vít này chuyên dùng đồ điện ha. Rồi. Hai bộ ha mọi người. Hai bộ bán như nhau ha. Rồi, hai bộ này mã là 135.4 nha. 300.000 một bộ mọi người. Tiếp theo một cái đèn pin của thằng đây Fuji. Thương hiệu của nội địa của Nhật, Made in Japan. Đèn này xưa ha, xài bóng dây tóc. Giờ để sưu tầm hoặc là hít thì xài vẫn được ha. Thử pin nó vẫn ok đây. Bán cái đèn không nha mọi người. Mọi người về mua pin gắn nha. Cái này em lấy pin thử. Xài 3 viên pin này nè, viên pin đại to nhất.
Cái mài dao nãy là xài viên pin chung nhỏ hơn tí, này xài 3 viên pin lớn. Rồi công tắc nó quay trên đây luôn ha, quay hết cỡ nó sẽ sáng luôn đó, rất là sáng luôn, nóng đàn vàng mà nó sáng như vậy. Chó nó còn rất đẹp mới. Rồi tắt, bật, tắt đó. Rồi chơi cái đèn này, đèn pin có mã là 135.5 nha, giá 200.000. Đây kích thước của nó chó. Tiếp theo về lại mấy bốn cái bánh xe này nha mọi người, bánh xe của hàng SK. Bánh này rất là chất lượng nha. Nè, xài bạc đạn ok, 1, 2, 3 cái bạc đạn luôn. Bánh nhựa nè, nhựa nhưng mà xài bạc đạn rất là kỹ. Ốc chống xoắn, chống tuôn luôn. Thép rất là dày nha, nè. Mọi người xem cái thép của cái bánh, cái này nè, dập rất là dày. Đây là khóa cái bánh ha. Rồi kích thước cái bộ này là nè, chiều cao là 9,5 ha. Lỗ ốc đây. Rồi đường kính bánh 6 cm, bề ngang 3. Rồi bán bộ là 4 cái mọi người. 2 cái có khóa, 2 cái không khóa ha. 2 cái trơn, 2 cái có khóa. Bộ 4 cái. Rồi bộ 4 bánh xe này có mã là 135.6 ha, giá 400.000. À, nói thêm là cái bánh này nó chịu tải tầm 250 kg nha mọi người. Bánh này nè. Rồi đây là hai cây cảo. Cây cảo đồng, full đồng luôn, cảo của Nhật. Full bằng đồng nha mọi người. Đây một cây dài 20 cho 20 đi. Là cái kích thước nó kẹp được á. Cây này khoảng 13, cây 13 với cây 20 mọi người. Full đồng luôn. Rất là hiếm nha, dòng full đồng này nó rất là hiếm. Cảo mini với một cây hước này nha mọi người, bán chung một cái hước chưa sử dụng. Nó rớt trong cái hùng đồ nào ra đó. Hùng bộ. Rớt ra lẻ cái hước. Hước ke vuông. Rồi ba món mà. Ba món này cái mã là 135.7 ha, 300.000. Rồi. Đây giờ được cái ổ điện của Nhật. Ổ này Nhật sản xuất nha mọi người, ổ điện nội địa Nhật. Đây. Dòng tải là 15A. Đây đặc biệt nó có 2 viên 500 luôn. Để hít vô mấy cái đồ nha. Hít vô xin lỗi là hít luôn. Hít vô mấy cái kệ, ví dụ mình xài chỗ làm việc có kệ sắt đồ, ví dụ như kệ sắt này nè. Đó, hít vô. Rồi cắm điện. Đây được 4 lỗ. Dây này dài là 5 mét mọi người. Nè, 5 mét. Dây có cổng mát luôn. Mọi người không thích xài thì cắt cái cổng này đi nha, xài chui vẹt bình thường. Đó. Hoặc là vô biến áp thì lúc nào thường đa số biến áp nó có cái cổng mát này hết ha. Xài điện 110 á sẽ xài cổng mát này. Nè. Chui dưới nè. Cái lỗ này á là lỗ cắm chống rớt ra nha. Thường bình thường vậy thì mình rút ra được ha. Mình xoay nó qua cái là nó cứng luôn. Nè rút cầm ra khỏi sợ bị rớt. Muốn rút phải xoay nó trở lại. Nè. Có mũi tên hướng dẫn. Đó. Chân này chân mát.
Rồi ổ điện dài 5 mét nha mọi người, dây dài 5 mét. Có mã là 135.8 nha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo em về một cái máy máy đục của hàng Automat. Automat. Đây, công suất nó là 80W, điện 100V nha mọi người. Điện 100V. Máy đục mỹ nghệ nha. Xài điện 100V nha, chú ý. Đây, nó chạy nó sẽ như vậy ha. Lúc chạy cái mũi nó chưa hoạt động đâu. Khi mà mình gà vô tượng á, đó, đó lúc đó nó mới hoạt động. Nó sẽ đục. Lúc đó nó sẽ đục ha. Đó. Đó. Ở đây là chưa có lưỡi nha mọi người. Em về cái máy không không có lưỡi nha. Lưỡi nó thì sẽ kẹp như vậy ha. Nó như cái lưỡi đục á. Nhưng mà lưỡi size nhỏ đó, khoảng 5 ly. Mọi người kiếm cái lưỡi đục 5 ly á, mọi người cắt cái chân nó ra như vậy ha. Chế vô vẫn được. Nè. Cắt cái chân nó ra dẹt vậy nè. Đút lọt này. Rồi cái này ốc này nó sẽ tán này nó sẽ siết lại. Kẹp lại. Đó, nó kẹp nhỏ lên nè. Nó đơn giản vậy thôi. Kiếm cái mũi đục tròn ha. Chế vô thẳng được, mũi thẳng. Thường đục tượng thôi, đục đùi mũi thẳng nhỏ. Thân toàn bộ bằng nhôm, con này bằng nhôm rất là trâu. Xài nó chắc chắn. Kích thước nè. Rồi, máy đục này có mã là 135.9 ha, giá 800 ngàn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là máy cắt tôn nha mọi người. Đây, máy cắt tôn của thằng Nhật. Ủa, xin lỗi là thằng Mỹ mọi người. Vô ta. Thương hiệu là Kettun. Sản xuất tại Ohio nè. Dưới đây điện 100V, sức chịu nhiệt điện 100V 5.4A. Đây là cái lưỡi cắt tôn nha, cắt được tầm tôn cỡ 1 ly trở xuống mọi người nè. Lưỡi rất là đầu rất là bằng nặng, nguyên cái đầu này bằng thép, bằng sắt nè. Lưỡi bằng thép mà, hai cái ngàm lưỡi, ba cái ngàm lưỡi là bằng thép nè, ngàm giữa hai ngàm hai bên đó. Cái này để em mở ra kiểm tra bên trong cho mọi người coi, cái ruột nó rất là đẹp luôn. Đây con ốc chuẩn của Mỹ, nó xài con ốc bông này luôn. Rồi lấy cái đầu bông mở đỡ ha. Đây. Đây trông rất là đẹp nha mọi người, đồng nè. Đồng Mỹ nó sản xuất nè. Nhìn nó đỏ ao luôn. Hang còn nguyên luôn, hang còn đầy nhóc luôn nè. Như là nó chưa xài một hai lần nè, hang là hang zin đầy nhóc. Có cái làm lắng e. Đây, máy nguyên zin ha. Zin dây luôn. À, cái dây nó có nứt cái vỏ tí xíu mọi người nè. Nhưng không ảnh hưởng bên trong đâu, bên trong nó còn nguyên à. Không có giật đâu. Trong này trong dây còn chắc. Cái vỏ này không biết sao nó bị nứt. Vỏ zin á, chùi của dòng Mỹ nó sản xuất nè. Cái chùi nó dập từ cái miếng đồng, nó dập hai lớp. Đó, nó uống mà.
mình để đóng này lại. Ok, mình test cái máy thử nha mọi người. Điện 110 nha, 100V đó. Đó. Nó cắt cái lưỡi nó như vậy nè, đó. Máy rất là êm nha. Nó nhúc nhích cái này là nó kêu sạch sạch á, chứ không phải là nó bị kêu gì đâu, bị mòn gì đâu. Có điều tóc luôn nha, chậm nhanh nè. Rồi cắt thử cái to này ha. Đó. Nhìn nó đụng nè, lưỡi nó đụng. Đó, nó cắt là để cho mọi người dễ hình dung, nó cắt như vậy nè. Nó sẽ ra cái đường cắt như vậy nha. Nó ăn cái phôi mình là coi bao nhiêu. À. Cái phôi này cỡ 5mm nha mọi người. 5mm ha. Nó bằng cái nó cắt phôi 5mm. Đó, cho mọi người dễ hình dung nó cắt như thế nào. Không có tia lửa gì. Rồi, ok. Cái máy cắt toàn kết của Mỹ này có mã là 135.10 ha, giá 1.200.000. Chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Rồi, em kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.